Nguyễn Minh Anh ạ. Tại em thấy là cái nụ cười của em nó chưa được đẹp lắm, mà răng em nó cũng có một chút khớp khểnh ấy, nên là em muốn cải thiện cái sự khớp khểnh đấy. Thực ra thì đã được khuyên rất là lâu rồi nên là em cũng có tìm hiểu. Cuối cùng thì em chọn bên mình để thực hiện cái mong ước của em rất là lâu rồi. Khi mà cái răng mình đều ấy thì mình ăn uống hay là mình trong cái quá trình mà mình kể là chụp hình cũng thế, em cũng sẽ thấy là nó đều hơn, nó đẹp hơn, em thích như thế hơn. Rồi nó cũng tiện hơn đấy. Tại vì em nói chuyện với cửa nó cũng không hở răng nhiều ấy. Thường mọi người còn không biết đến cái tình trạng răng của em, nên đến lúc mà em quyết định đi niềng thì mọi người nói rất là nhiều là nó không có lộ, nó không nói thì không ai biết ấy. Nhưng mà em nghĩ là niềng thì đẹp một phần là sức khỏe của mình nữa ấy, nên em quyết định niềng. Đây, bây giờ chị sẽ diễn giải cho em hiểu được về cái clean check hay là cái mô phỏng điều trị của mình nhé. Thì trước tiên đấy là mình quan sát cái tình trạng trước điều trị thì mình thấy là mình có một cái gương mặt khá là thẩm mỹ, các tầng mặt cân đối này, E-line này, chuẩn này, đó. Tuy nhiên là trong miệng thì mình có một cái tình trạng chen chúc khớp khểnh một chút xíu. Đây có lẽ là cũng là cái mong muốn của em đúng không? Cái mong muốn để cải thiện cái tình trạng chen chúc khớp khểnh này. Tuy nhiên thì là cái vấn đề nó không chỉ đơn giản ở chen chúc khớp khểnh. Mình có thể quan sát được là cái đường cười. Tuy nhiên cái này là em khi em cười em không lộ hết răng cửa hàm trên đó, và em lộ thêm một chút răng cửa hàm dưới. Đồng thời đấy là cái đường cười của em nó ngang này, chứ nó không có một cái đường cười cong thẩm mỹ vừa chạm cái môi dưới như tiêu chuẩn. Như vậy là cái vấn đề của chúng ta là gì? Thứ nhất đó là chúng ta sẽ giải quyết chen chúc khớp khểnh. Thứ hai đó là chúng ta sẽ phải tạo một cái đường cười thẩm mỹ. Đấy là một cái tiêu chuẩn điều trị chỉnh nha cao hơn ở cái giai đoạn hiện tại. Như vậy trên clean check này để sắp đều răng thì chị đã có can thiệp xẻ kẽ. Thì mức độ xẻ kẽ từ 0.3 cho đến 0.5mm tùy vào cái hình thể giải phẫu của răng. Đó, thì chúng ta có thể quan sát một lần nữa là cái sự dịch chuyển của răng này. Răng cửa dưới thì đánh lún này, răng cửa trên thì trồi này, và tất cả các răng được sắp đều này. Đấy, thì mình có thể so sánh được cái tình trạng trước và sau điều trị. Thì rõ ràng là sau điều trị thì mình không làm chìa thêm ra cái răng cửa. Cái thứ nhất em quan tâm đến là cái thời gian niềng. Thứ hai là cái hiệu quả của việc niềng. Thứ ba là cái sự độ duy trì của cái răng được bao nhiêu lâu. Thứ tư là thẩm mỹ. Thứ hai, Invisalign thì em thấy là nó ưu điểm nhiều hơn. Ưu điểm là thời gian nó cũng, em thấy nó cũng khá là nhanh, cũng không quá là lâu ạ. Đẹp hơn, không đau. Thế là mọi người sẽ nói là cái nhược điểm của nó sẽ giá thành hơi cao, nhưng mà em thấy là với những cái gì nó mang lại cho mình thì giá thành thì nó cũng không cao.
sau khi em tìm hiểu thì Thùy Anh hiện tại đang là cơ sở làm chuyên về cái Invisalign này ở Thái Nguyên. Có rất là nhiều ca đã làm và thành công, đẹp và đem lại nụ cười tự tin cho rất là nhiều người ấy. Thì em cũng lựa chọn Thùy Anh. Mà em thấy là chất lượng dịch vụ của mình cũng khá là tốt ấy, cũng không thua kém những cái trung tâm khác ở cái Hà Nội. Với cả là em nghĩ nếu mà đi xa ấy, thì cái vấn đề mà mình có bất kỳ một cái vấn đề thì mình muốn kiểm tra liền luôn ấy, thì nó sẽ hơi khó và mất thời gian. Mình phải dành một cái buổi khác để đi về như thế. Và đôi khi thì mình không thể giải quyết được luôn cái vấn đề mình đang gặp phải ấy, thì nó lại làm chậm cái tiến trình, tiến độ niềng răng của mình. Như vậy là vừa nãy chị vừa gắn nơ tắc mần cho em, thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu là đeo khay, thực hiện đeo khay. Thì như mình đã biết là mình có tổng cộng là 31 khay đó, thì trong cái đợt đầu tiên này chị sẽ giao cho em tổng cộng là 6 khay nhá, từ khay 1 cho đến khay số 6 thì mình sẽ đeo theo số thứ tự nhá. Và mỗi khay thì em đeo cho chị 8 ngày đó, mình sẽ đeo như này. Trong mỗi cái túi này nó sẽ có một cái khay hàm trên và một khay hàm dưới. Khay hàm trên thì to hơn khay hàm dưới, cái này thì rất dễ nhận biết rồi đó. Rồi em cầm gương này, đấy nhá, ban đầu là em sẽ ướm này đó, em sẽ ướm hai cái răng cửa này đấy, cho nó khít này, sau đó là em đẩy lên này, từ để chị đẩy, chị làm mẫu cho đó, đấy em đẩy lên như này, sau đó là em sẽ lùa cái ngón tay từ trước ra sau và em cảm thấy là nó khít hết rồi, nó xuống hết rồi thì là ok nhá, như thế này. Tương tự với cái hàm dưới. Đấy, cái hàm dưới mình cũng sẽ đẩy ướm cái vùng phía trước trước, sau đó là mình đẩy hai bên. Đấy, hàm dưới này đó. Sau khi mà mình cảm nhận là khay nó xuống hết xong thì mình sẽ là cắn chiêu ghi. Em há ra, em cắn. Cắn, em có cảm nhận gì không? Khi mình cắn thì có cái lực lún đúng không? Khi cái lực lún nó sẽ làm cái khay nó ôm sát vào răng. Như vậy là răng nó sẽ chạy chuẩn xác theo clean check của mình hơn nhá. Cắn. Như vậy là cái khâu mà mình cắn chiêu y là rất là quan trọng nhá. Nó sẽ giúp cho cái quá trình điều trị của mình thuận lợi hơn. Sau đó là em lấy khay thì em lấy như thế nào? Em dùng cái đầu ngón tay này, há to chị xem nào. Đó, em bật cái khay một bên. Ừ. Sau đó là mình sẽ bật cái bên còn lại, rồi mình nhấc cái khay ra đó, chứ mình có đừng có kéo từ bên này sang bên kia nhá, nó rất là thô bạo. Và có vẫn có những cái trường hợp mà các bạn đi gây rách khay đấy, mặc dù rất là hiếm. Tương tự như vậy với hàm dưới đó. Thì khi mà em vệ sinh khay thì em vệ sinh như thế nào? Em sẽ cho cái khay này dưới vòi nước lạnh nhá, nhớ là nước lạnh, đừng có nước nóng, nước nóng nó sẽ gây biến dạng khay nhá. Đó là cách vệ sinh thông thường, nó sẽ trôi hết cái nước bọt này, trôi hết những cái mảnh vụn thức ăn này. Ngoài ra thì là em có thể là dùng cái đầu bàn chải ấy, cuối ngày em dùng cái đầu bàn chải và em dùng một lượng nhỏ cái kem đánh răng hoặc là cái nước rửa bình sữa của trẻ con ấy. Thực ra thì nước rửa bình sữa nó sẽ tốt hơn, bởi vì kem đánh răng thì nó sẽ hơi đục cái khay này nhá, nhìn nó sẽ hơi mất thẩm mỹ đó. Và em lấy cái đầu bàn chải em chải hết tất cả các mặt của cái khay giống như mình chải răng ấy đó, để cho cái khay lúc nào nó cũng thơm tho nhá. Thì cái nữa đây là thời gian đeo khay thì là em sẽ đeo mỗi khay trong vòng 8 ngày, sau đó em sẽ thay khay tiếp theo. Và mỗi ngày thì em đeo tối thiểu cho chị là 20 tiếng, tức là thời gian kỳ vọng của mình nó sẽ là trên 22 tiếng nhá. Cố gắng đeo như thế thì là quá trình điều trị của mình thuận lợi, răng nó sẽ dịch chuyển chuẩn xác hơn nhá. Cứ đeo, bây giờ em ngoài lúc ăn ra đi ngủ hay là em vẫn cứ đeo? Đúng rồi. Chỉ có cái lúc ăn, nếu mà em muốn tháo ra để ăn thì là em có thể tháo khay và cái lúc vệ sinh khay thôi. Còn lại là hầu hết tất cả các thời gian là em sẽ đeo khay nhá. Thế em thấy có vướng víu khó chịu gì không? Mới là chưa quen lắm ạ. Ừ, ok. Có vấn đề gì thì cứ liên hệ với bên phòng khám của chị. Em rất là mong chờ cái kết quả sau cái quá trình mà mình niềng ấy. Thì xem clean check và xem tất cả những cái hình ảnh thì em đều thấy hài lòng và mong chờ đến ngày này. Thực ra em lo lắng là cái thời gian niềng ấy, tại vì em nghe rất là nhiều người nói là niềng này nó sẽ bị lâu, chậm tiến độ.
Nhưng mà thực ra em thấy những người niềng rồi người ta cũng phản hồi rất là tích cực, là đúng theo như cái phác đồ điều trị của bác sĩ đưa ra ấy, nó không bị sai lệch đi quá là nhiều. Thế nên là em thấy hài lòng mà không sao hết. Lúc mới đeo máng thì cảm thấy nó hơi vướng một chút xíu thôi, nhưng mà nói chuyện cũng không bị đau hay là bị cọ lợi gì hết, rất thoải mái chứ. Với lại hơi khó chịu một lúc ban đầu vì nó chưa quen ấy. Thứ nhất là sức khỏe răng miệng mình khỏe hơn, thì cái sức khỏe mình tốt hơn đó là cái quan trọng nhất. Sau đó là mình đẹp hơn đó. Mình khỏe hơn thì mình sẽ lạc quan hơn, vui vẻ hơn. Thì em nghĩ là nó sẽ tích cực hơn rất là nhiều.